Chào mừng các bạn học sinh khối lớp 9 đến với buổi học online của phòng giáo dục và đào tạo quận Tân Phú. Thầy xin giới thiệu, thầy tên là Phan Nhật Quang, giáo viên trường trung học cơ sở Phan Bộ Châu. Hôm nay thầy rất vui vì đồng hành với các bạn trong phân môn đại số 9 với chủ đề 13 hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất. Trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác không. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đầu tiên, nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số. Như ở lớp 7 các bạn đã biết về khái niệm của hàm số. Nếu một đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn tìm được một giá trị tương ứng của y, thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số. Và mỗi hàm số thì có thể được cho bằng bảng hoặc là công thức. Các bạn quan sát ví dụ 1 của thầy. Ở đây thầy có hai hàm số cho dưới dạng bảng và cho dạng công thức tương ứng. Thì dạng công thức này người ta cũng có thể ghi là y bằng fx bằng 2x cộng 3 hoặc là y bằng gx bằng 0x cộng 5. Như vậy từ bảng ta có thể suy ra công thức. Và ngược lại qua ví dụ số 2 này đây, thầy sẽ cho các bạn công thức và thông qua các cách tính f trừ 2, f0, f3 của hàm số y bằng fx bằng trừ 2x cộng 1. Chúng ta sẽ có thể lập được cái bảng tương tự như thế. Rồi, bây giờ các bạn có 30 giây để suy nghĩ và thực hiện cho thầy biểu thức tính f trừ 2, f0 và f3. Các bạn đã tính ra xong chưa nào? Rồi cùng kiểm tra kết quả với thầy nhé. Đầu tiên f trừ 2, chúng ta thế trừ 2 vào vị trí của chữ x. Chúng ta sẽ được trừ 2 nhân trừ 2 cộng 1 là bằng 5. Tương tự f0 sẽ bằng trừ 2 nhân 0 cộng 1 sẽ bằng 1. Và cuối cùng f của 3 sẽ là trừ 2 nhân 3 cộng 1 bằng trừ 5. Như vậy, đề bài cho hàm số dưới dạng là công thức. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về dạng bảng như sau. Các bạn thấy với x bằng trừ 2 thì sẽ đặt vào vị trí của hàng x nè. Đây, tiếp theo chúng ta tính ra được cái f trừ 2 nghĩa là y, chúng ta sẽ ra được kết quả là 5. Và tương tự như vậy, chúng ta lần lượt chúng ta để các giá trị x 0, 3 và tương ứng y là 1 trừ 5 vào cho các bảng này. Và như vậy chúng ta đã có được cái dạng bảng của cái hàm số này rồi đó các bạn. Và tiếp theo chúng ta cùng nhìn lại ba cái hàm số mà mình vừa mới thực hiện. Thứ nhất là cái dạng bảng của ba hàm số, thứ hai là dạng công thức của ba hàm số. Và các bạn quan sát thấy một điều như thế này nè ha. Các giá trị của x ở hàm số thứ nhất y bằng fx bằng 2x cộng 3, các bạn thấy x đang tăng dần lên. Trừ 4, trừ 1, 0, 2. Còn với các giá trị của y, các bạn thấy trừ 5, 1, 3, 7, các bạn thấy sao nào? Các giá trị y nó cũng sẽ các bạn tăng theo. Vậy thì cái hàm số đầu tiên y bằng fx bằng 2x cộng 3, thầy gọi đó là hàm số đồng biến. Tiếp theo, hàm số thứ hai y bằng trừ 2x cộng 1, chúng ta vừa mới tính xong đó. Các bạn thấy các giá trị của x nè, 2, 0, xin lỗi, trừ 2, 0, 3, x này cũng đang tăng lên. Nhưng mà sao? Nhưng mà các giá trị của y nó sao các bạn? Y bằng 5, rồi 1, rồi trừ 5, y này nó đang giảm xuống. Vậy x tăng, y giảm. Như vậy hàm số y bằng fx bằng trừ 2x cộng 1, đây, thầy gọi nó là hàm số nghịch biến. Và với các giá trị của y tăng lên của hàm số thứ 3, 0, 2, 4, và các giá trị của y tương ứng 5, 5, 5, 5, y này nó không đổi, thì thầy gọi cái hàm số y bằng gx bằng 0 nhân x cộng 5 này gọi là hàm hằng. Và đây cũng chính là phần hai nhỏ trong cái phần nhắc lại và bổ sung khái niệm của hàm số đó các bạn. Đó là phần tính chất. Vậy tổng quát, cho hàm số y bằng fx, xác định với mẫu x thuộc về r và với mẫu x1, x2 bất kỳ thuộc về r. Nếu như x1 bé hơn x2 mà fx1 bé hơn fx2, như vậy hàm số này được gọi là hàm số đồng biến trên R. Trường hợp thứ hai,
Nếu x1 mà bé hơn x2, tức là ta tính được fx1 lớn hơn fx2 thì hàm số này là hàm số nghịch biến. Và nếu x thay đổi mà y không đổi thì hàm số này được gọi là hàm 2. Chúng ta xét bài toán. Một người thuê xe taxi từ A cho tới B. Hỏi sau x km người đó phải trả bao nhiêu tiền? Viết rằng giá mở cửa là 10.000 đồng và mỗi km sẽ có giá là 13.000 đồng. Và để trả lời được cho câu hỏi trên, mời các em qua ba câu hỏi nhỏ. Thứ nhất là khi xe đi được 1 km thôi thì sẽ phải trả bao nhiêu? Khi xe đi được 2 km thì phải trả bao nhiêu tiền? Và khi xe đi được x km thì tổng số tiền phải trả là bao nhiêu? Và các bạn trả lời được cho ba câu hỏi nhỏ này chưa nào? À, khi đi được 1 km, như vậy thì theo đề với 1 km sẽ có giá là 13.000 đồng. Vậy đi 1 km thì trả 13.000 đồng. Tương tự như vậy, khi đi 2 km thì sẽ phải trả bao nhiêu? 26.000 đồng. Và khi đi được x km từ A cho tới B với x km, theo các bạn thì sẽ phải trả bao nhiêu tiền nào? À, như vậy chúng ta sẽ lấy x km nhân cho 13.000. Và các bạn nhớ luôn thêm nữa là cái phần giá tiền mở cửa nữa. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tổng số tiền phải trả đó là bao nhiêu nào? À, 10.000 nhân cộng với lại 13x, hay thầy viết ngược lại đó là 13x cộng với lại 10.000. Và đây, cái hàm số y bằng 13 nhân x cộng cho 10 này, thì gọi đây đó là hàm số bậc nhất. Vậy thế nào là hàm số bậc nhất? Chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu ở nội dung thứ hai, đó là hàm số bậc nhất. Thế nào là hàm số bậc nhất? Chúng ta tìm hiểu phần 2.1 khái niệm. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y bằng a nhân x cộng b, trong đó a, b là các số cho trước và a khác không. Thì cho các bạn 4 ví dụ có dạng hàm số có dạng y bằng a nhân x, và trong đó các bạn hãy xác định cho thầy a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu, và xem coi a nó có khác không hay không. Các bạn có 30 giây để thực hiện, thầy mời các bạn thực hiện. Và 30 giây đã trôi qua, các bạn cùng kiểm tra kết quả với thầy nhé. Hàm số thứ nhất y bằng 4 nhân x trừ 3, thì a sẽ là 4, b sẽ là trừ 3, và a khác 0, nên hàm số này gọi là hàm số bậc nhất. Tương tự như thế, hàm số thứ hai a sẽ bằng 1, b sẽ bằng 5. Hàm số thứ ba hệ số a bằng trừ 2 và b bằng 0. Và hàm số cuối cùng, hệ số A bằng 2/3 và hệ số B là bằng 3. Rồi các bạn thấy kết quả của mình với kết quả của thầy có giống nhau không nào? Và xin chúc mừng các bạn nào có kết quả giống thầy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần tính chất. Như vậy hồi nãy trong phần tính chất của hàm số đó là tính đồng biến và tính nghịch biến. Vậy thì đồ thị thì hàm số bậc nhất sẽ đồng biến khi nào, và hàm số này nó sẽ nghịch biến khi nào trên R? Để trả lời được cho câu hỏi trên thì thầy xin nhắc lại tí xíu ha. Với hàm số y bằng fx và được xác định với mod x thuộc về R, với hai giá trị x1, x2 bất kỳ thuộc R, nếu x1 bé hơn x2 mà fx1 cũng bé hơn fx2 thì hàm số nó sẽ đồng biến trên R. Và ngược lại, nếu x1 bé hơn sai mà fx1 bé hơn fx2 thì hàm số sẽ nghịch biến trên R. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem coi khi nào thì hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b sẽ đồng biến hoặc nghịch biến trên R nhé. Rồi chúng ta sẽ xét cái bài toán này. Và thầy sẽ cho các bạn hai cái giá trị x1 và x2, giả sử x1 bé hơn x2, hay nói cách khác là x1 trừ x2 bé hơn 0. Rồi theo tính chất hồi nãy ta sẽ đi xét fx1 trừ fx2.
Và nếu như kết quả này mà âm thì hàm số sẽ đồng biến, và ngược lại nếu kết quả này nó dương thì hàm số này nó sẽ nghịch biến, đúng không nào? À, vì đây nó âm rồi, như vậy cùng âm luôn thì nó sẽ đồng biến, và nó dương thì nó sẽ nghịch biến. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế vào fx1, có nghĩa là chúng ta sẽ thế giá trị x1 vào vị trí của chữ x trong cái hàm số này. Ta sẽ có a1, a nhân x1 cộng b trừ cho a x2 cộng b. Và bỏ dấu ngoặc ra, ta sẽ có được là chỗ này là trừ a x2 trừ b. Các bạn nhớ đằng trước dấu trừ chúng ta phải đổi dấu. Sau đó chúng ta thu gọn lại được, chúng ta sẽ ra được là a nhân cho biểu thức x1 trừ x2. Và các bạn thấy x1 trừ x2 này lúc đầu tiên mình đã có giả thiết đó là bé hơn 0 rồi. Vậy thì một số bé hơn 0 nhân với a nó sẽ như thế nào? À, nó còn phụ thuộc vào cái giá trị của a này nữa các bạn ha. Vậy ở đây thầy sẽ chia ra hai trường hợp, nếu a nó dương và trường hợp 2 nếu a nó nhỏ hơn 0 âm. Vậy với a dương thì sao? Thì rõ ràng là cái tích này nó sẽ bị như các bạn, bị âm. Mà tích này bị âm nghĩa là hiệu của fx1 trừ cho fx2 nó sẽ sao các bạn? Âm. À, vậy thì fx1 bé hơn fx2 thì dẫn đến là hàm số đồng biến. Tương tự như vậy, trường hợp 2 với a âm. Như vậy thì ta sẽ có được gì các bạn? Tích giữa a và hiệu x1 chữ x2 này nó là số dương. À, vậy thì fx1 trừ fx2 nó sẽ dương theo. Nghĩa là fx1 lớn hơn fx2. Vậy thì hàm số nó sẽ sao các bạn? Nghịch biến. Vậy bây giờ các bạn thấy việc hàm số này đồng biến và nghịch biến sẽ phụ thuộc vào nào? Các bạn trả lời được chưa? À, nó phụ thuộc vào hệ số A các bạn ha. Và hệ số A này nó lớn hơn 0 thì hàm số bậc nhất y bằng A nhân x cộng B sẽ đồng biến. Và hàm số sẽ nghịch biến khi A bé hơn 0. Và chúng ta vừa mới tìm hiểu xong về cái phần đầu tiên của hàm số bậc nhất, đó là khái niệm và tính chất. Bây giờ chúng ta sẽ xét qua mục thứ ba, đó là đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng a nhân x cộng b với a khác 0 sẽ có đồ thị như thế nào. Trên màn hình ta thấy một hình ảnh khá quen thuộc của lớp 7, đó là mặt phẳng tọa độ OXY có chứa hệ trục tọa độ OXY. Và đồ thị của hàm số y bằng ax là những đường thẳng đi qua góc tọa độ. Và để vẽ được đồ thị của hàm số y bằng ax này, chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ cụ thể. Đó là đồ thị của hàm số y bằng 2x. Và cách vẽ như thế nào các bạn? À, chúng ta chỉ cần xác định thêm một điểm A nữa thôi. Chúng ta sẽ vẽ được đường thẳng đi qua O và A. Đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ lập một cái bảng giá trị. Thầy sẽ lấy x bằng 1 và thầy dễ dàng tìm được y sẽ là bằng 2. Vậy từ đó thầy xác định thêm một điểm A nữa. Đó có tọa độ là 1, 2. Và dùng thước nối lại thì sẽ có được đồ thị của hàm số y bằng 2x. Vậy thì đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng a nhân x cộng b với a khác không? Nó có giống như vậy hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể thông qua ví dụ của thầy. Đó là đồ thị của hàm số y bằng 2x trừ 2 sẽ vẽ như thế nào? Các bạn quan sát. Cùng với giá trị x bằng 0 và 1, hãy tính cho thầy các y của hàm số y bằng 2x trừ 2 nào. Dễ dàng chúng ta tính được, với x bằng 0, y bằng trừ 2, và y với x bằng 1, y sẽ bằng 0. Và các bạn quan sát luôn các giá trị y của hàm số y bằng 2x trừ 2 và các giá trị y của hàm số y bằng 2x khi cùng với x bằng 0 và x bằng 1, chúng ta thấy nó đều giảm xuống hai đơn vị. Vậy để biểu diễn trên đây, chúng ta sẽ xác định hai điểm O phẩy và A phẩy bằng cách là chúng ta sẽ sao các bạn? Chúng ta sẽ giảm y hai đơn vị, chúng ta dễ dàng tìm được hai điểm O phẩy và A phẩy. Và một lần nữa chúng ta cũng nhìn hình, chúng ta thấy bốn điểm O, A, A phẩy và O phẩy này đây, đó chính là bốn đỉnh của một hình bình hành. Từ đó ta nhận thấy được rằng là đường thẳng đi qua O phẩy và A phẩy là đường thẳng song song với đường thẳng OA. Chúng ta sẽ rút ra một cái nhận định, đó là đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác 0 cũng là một đường thẳng luôn. Trong thực tế thì để vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác 0, người ta sẽ thực hiện cách vẽ sau đây.
Các bạn biết đồ thị của hàm số này là một đường thẳng, như vậy chúng ta sẽ chọn giao điểm của đường thẳng đó với hai hệ trục tọa độ. Nghĩa là thầy sẽ cho x bằng 0, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm y. Tiếp theo thì sẽ cho y bằng 0, chúng ta sẽ đi tìm x. Và cụ thể trong bài toán này đó là khi x bằng 0 thì y sẽ bằng b. Các bạn thấy vô ha, các bạn thấy. Tương tự như vậy, khi y bằng 0, x sẽ bằng trừ b trên a. Và chúng ta sẽ tìm ra được hai điểm trên cái hệ trục tọa độ của mình. Và sau đó chúng ta dùng thước chúng ta nối lại. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một bài toán cụ thể. Đây, ví dụ thứ nhất của thầy. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng x cộng 3. Thầy cũng sẽ lấy lần lượt x bằng 0, rồi tìm y. Rồi sau đó lấy gì các bạn? Lấy y bằng 0, rồi chúng ta tìm x. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng làm nha. Với x bằng 0, các bạn thế vào vị trí giùm thầy. Khi x bằng 0, chúng ta thế vào x này. Thì chúng ta dễ dàng thấy được là y của mình nó sẽ là bằng 3. Tương tự như vậy, với y bằng 0, chúng ta thế vô và chúng ta dễ dàng tìm được x là bằng trừ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn hai cái điểm này lên trên hệ trục tọa độ của mình. Tọa độ điểm đầu tiên đó là 0, 3. X bằng 0, y bằng 3 ở chỗ này. Tiếp theo là x bằng trừ 3, y bằng 0 là như thế này. Và bây giờ chúng ta chỉ cần dùng đặt thước và chúng ta nối qua là xong. Vậy thì vừa mới vẽ cho các bạn xong cái đồ thị của hàm số y bằng x cộng 3. Rất dễ đúng không nào? Và bây giờ thầy sẽ củng cố lại cho các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một bài nữa. Nhưng mà bài này các bạn sẽ tự làm. Sau đó sẽ kiểm tra lại kết quả của các bạn và với kết quả của thầy xem coi thành quả của mình là ok không nha. Rồi bây giờ ví dụ thứ 3. Đó là hàm số y bằng trừ 1 phần 2x cộng 1. Rồi thầy mời các bạn làm. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thành quả ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho x bằng 0. Chúng ta dễ dàng tìm được y là bằng 1. Và tương tự như vậy chúng ta cho y bằng 0. Chúng ta sẽ tìm được x sẽ bằng 2. Và các bạn xem trên hình ảnh. Đây là đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 1. Rồi các bạn xem coi thành quả của mình và thầy có giống nhau không nào. Và nếu giống nhau như vậy thì xin chúc mừng các bạn đã làm đúng rồi ha. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 3 nội dung của ngày hôm nay về chủ đề 13 hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất. Để củng cố lại, chúng ta sẽ làm một số bài tập củng cố và một số các bài tập để các bạn sẽ tự luyện và về nhà các bạn sẽ thực hiện nhé. Bài tập củng cố bài số 1, hãy chọn đáp án đúng. Và như vậy trong các câu chúng ta sẽ chọn đáp án A, B, C, D nha các bạn ha. Ở câu số 1, cho hàm số y bằng fx bằng 1 phần 3x cộng 6, khi đó f trừ 3 bằng mấy các bạn? À, đáp án ở đây chính là đáp án C. Là 5, f trừ 3 bằng 5. Và các bạn cũng thể kiểm chứng lại bằng cách là chúng ta sẽ thế trừ 3 vào x này. Và chúng ta sẽ thấy là trừ 3 nhưng cho 1 phần 3 là âm 1, âm 1 cộng 6 là 5. Tiếp theo câu số 2, cho hàm số y bằng gx bằng trừ 1 phần 3x cộng 2, khi đó g3 bằng mấy các bạn? À, đáp án ở đây chính là đáp án A bằng 1 các bạn ha. Câu 3, hàm số y bằng fx bằng trừ 7 cộng 3x là hàm số như thế nào các bạn? Đồng biến, nghịch biến, hay cả hai điều đúng hay là cả hai điều sai? Ở đây đáp án của chúng ta chọn là đáp án nào các bạn? À, nếu các bạn nhớ là xem hàm số bậc nhất mà muốn đồng biến hoặc nghịch biến chúng ta sẽ dựa vào hệ số A ở đây. À đây, hệ số A của thầy là 3. Như vậy thì hàm số này có hệ số A bằng 3 lớn hơn 0. Vậy nó là hàm số đồng biến. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Tiếp theo mời các bạn qua bài số 2. Xét các hàm số bậc nhất sau, hàm số nào là hàm số đồng biến, nghịch biến trên R? Và chúng ta dễ dàng tìm được các hàm số đồng biến với hệ số A dương đúng không nào các bạn? Đó là y bằng 1 phần 2x và y bằng x trừ m. Tương tự như vậy, các hàm số có hệ số A âm là y bằng trừ 5x và trừ căn 3 này. A là âm này. Như vậy đây là những hàm số nghịch biến. Bài số 3.
Dưới đây là đồ thị biểu diễn quãng đường đi được và giá tiền tương ứng mà khách hàng phải trả cho hai hãng taxi Blue Car và Yellow Car. Như vậy chụp hình biểu diễn số km mỗi xe đi được và mỗi đơn vị là tính theo dặm nha các bạn lưu ý. Chụp tung là biểu diễn số tiền phải trả tương ứng cho mỗi đơn vị và tính theo là mỗi đơn vị là 7.000 đồng. Hãy quan sát hình vẽ và trả lời hai câu hỏi cho thầy. Câu hỏi thứ nhất là giá mở cửa của hai hãng xe. Câu hỏi thứ hai, hãy cho biết số tiền phải trả sau khi sử dụng hai xe với cùng quãng đường là 3 dặm. Các bạn quan sát hình vẽ. Các bạn có đáp án chưa nào? Ở đây có ba là giá mở cửa của hãng xe có nghĩa là tại x bằng 0. Các bạn nhìn cái vị trí trên đồ thị này. Ở đây nó có gì đây? Xe màu vàng của chúng ta là tại vị trí số 2. Trên đây như vậy thì đây cái trục tung chính là giá tiền. Hai đơn vị tương ứng với lại 7.000 đồng. Như vậy nghĩa là giá mở cửa của cái hãng xe màu vàng này là 14.000. Tương ứng như vậy thì giá mở cửa của xe màu xanh là các bạn? Là 5 đơn vị nghĩa là 35.000. Tiếp theo câu B. Số tiền phải trả sau khi đi 3 dặm. Đây các bạn nhìn vị trí số 3 dặm này. Các bạn chiếu lên đây. Các bạn sẽ tìm được là vị trí này đây sẽ có cái mức giá tiền là bao nhiêu. Các bạn chiếu số 8, 8 đơn vị. Chúng ta chỉ cần nhận 8 lên ha. Như vậy thì 8 mỗi đơn vị đây là 7.000. Như vậy thì cả hai xe đều là số 8 hết. Vậy thì đây chúng ta sẽ thấy là tổng số tiền phải trả của hai xe là 56.000 đồng. Và sau này vị trí này được gọi là giao điểm của hai đồ thị. Ở những tiết sau chúng ta sẽ được tìm hiểu nha các bạn ha. Và bây giờ chính là cái phần bài tập làm bài của chúng ta. Đó là bài tập số 9 trang 48 sách giáo khoa. Cho hàm số bậc nhất y bằng biểu thức m trừ 2 nhân với x cộng 3. Câu A. Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến. Câu B. Tìm các giá trị của m để hàm số nghịch biến. Và các bạn nhớ để là hàm số bậc nhất thì đầu tiên a này nó phải khác 0. Và muốn đồng biến thì a nó phải lớn hơn 0. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là hàm số này sẽ đồng biến khi hệ số a m trừ 2 này phải lớn hơn 0. Hay nói khác là m lớn hơn 2. Câu B. Vậy hàm số này sẽ nghịch biến khi nào? Khi a nó sẽ nhỏ hơn 0, nghĩa là m này nó sẽ nhỏ hơn 2. Và đây chính là kết quả của bài số 9. Bài tập tiếp theo đó là bài số 12 trang 48. Cho hàm số y bằng a nhân x cộng 3, tìm hệ số a, biết rằng khi x bằng 1 thì y bằng 2,5. Và bài này còn có một cách hỏi khác đó nữa là gì? Là xác định hàm số các bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ tìm các hệ số a, b thì chúng ta sẽ xác định được hàm số. Thì ở đây hệ số b có rồi và người ta chỉ yêu cầu mình tìm hệ số a mà thôi. Và chúng ta sẽ giải quyết bài toán này bằng cách nào các bạn? Chúng ta sẽ thế x bằng 1 và y bằng 2,5 vào cái hàm số này. Ta sẽ được điều gì nè? Tại vị trí tương ứng y sẽ thế vô 2,5, x sẽ thế vô 1. Như vậy ta sẽ được là 2,5 bằng a nhân 1 cộng 3. Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế và thu gọn lại. Và chúng ta sẽ ra được kết quả là a bằng trừ 0,5. Và bài tập 12 trang 48 ngày hôm nay chúng ta cũng đã kết thúc cái phần nội dung bài học của ngày hôm nay. Thì có một số phần dặn dò cho các bạn để chuẩn bị cho tiết sau. Các bạn cần nắm vững những định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất, nắm vững các bước vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, làm bài tập số 13 trang 48, 17 trang 51 52 và bài 18 trang 52 sách giáo khoa nha các bạn. Và bây giờ sẽ cho cái phần hướng dẫn cho các bạn về cái bài tập về nhà. Và các bạn nhớ làm để chúng ta cùng có kiến thức nhé.